Mến chào toàn thể 500 anh em đã quay trở lại với Tony Sport. Ở bất kỳ lĩnh vực nào, việc sở hữu ngoại hình đẹp luôn là một lợi thế, và kể cả trong thể thao điện tử, nơi mà kỹ năng cá nhân mới là điều quan trọng nhất. Hãy cùng Tron bọn mình tiếp cận một góc nhìn khác của game Liên Minh Huyền Thoại qua những anh chàng tuyển thủ sở hữu vẻ ngoài nổi bật nhưng cũng không kém phần tài năng nha. Morin hiện đã không còn là tuyển thủ chuyên nghiệp ở bộ môn Liên Minh Huyền Thoại. Anh đã tuyên bố giải nghệ vào cuối năm 2018 đầu 2019. Morin có quá khứ từng thi đấu ở đội tuyển SK Telecom T1. Morin tỏa sáng với kỹ năng đỉnh cao trong thi đấu Liên Minh Huyền Thoại, thêm vào đó là vẻ ngoài điển trai. Mà anh chàng game thủ của LCK, anh chàng đã chiếm trọn trái tim của không ít người khi còn sở hữu sự chăm lo chu đáo cho các đồng đội tại SK Telecom T1. Sau khi rời đội tuyển SK Telecom T1, Morin được đội tuyển LGD Gaming chi mộ về đội quân. Anh đã khiến không ít các fan nữ buồn rũ người khi nghe tin sắp tới sẽ bắt đầu sự nghiệp tại một phương trời xa là Trung Quốc. Khi anh trở về Hàn Quốc, đó cũng là ngày các fan girl Liên Minh Huyền Thoại vui như trảy hội. Do vậy, Morin vẫn không tìm lại được ánh hào quang như thời còn ở SK Telecom T1. Peanut sở hữu một gương mặt cực kỳ dễ thương đến từ xứ sở kim chi, kèm theo đó là nụ cười luôn thường trực trên môi mọi lúc mọi nơi. Peanut được so sánh ví von giống như người chồng khuất dân bởi độ đẹp trai cũng như tài năng chơi game đỉnh cao và chuyên nghiệp trong sự nghiệp Liên Minh Huyền Thoại của mình. Anh cũng là một trong những tuyển thủ Liên Minh Huyền Thoại có được lượng fan hâm mộ vô cùng đông đảo trên khắp thế giới, chứ không phải chỉ dừng lại ở trong Hàn Quốc. Về sự nghiệp thi đấu, Peanut đỉnh cao nhất phải kể đến mùa giải đầu tiên của anh trong áo Rocks Tigers và sau đó là SK Telecom T1. Những ngày tháng sau này, Peanut phiêu bạt mỗi năm một đội tuyển, nhưng thành công lại không mỉm cười với anh. Dù rằng có thời điểm mà tình cảm của người hâm mộ dành cho Tigers thậm chí còn vượt hơn cả SKT khi mà thế giới thấy hào hứng trước lựa chọn Miss Fortune ở vị trí hỗ trợ mang lại hiệu quả cực cao và tạo ra meta sau này, là khi khán giả trầm trồ nhìn vào Ashe của Frey bắn đại băng tiễn không tưởng ngăn chặn Echo để đưa Rocks Tigers vươn lên dẫn trước ở trận bán kết giải thế giới mùa 6. Và là khi SKT ôm nhau sung sướng mừng chiến thắng thì khắp khán đài chỉ hô vang Peanut. Peanut đã có một đêm ghi đầy những dấu ấn như thế. Nhưng tất cả là chưa đủ, bởi nếu khi đó Rocks Tigers thắng SKT và tiến vào chung kết lên ngôi vô địch thì mới xứng đáng với thần đồng Peanut khi ấy, Bjaxan thì chắc không cần phải nói nhiều nữa khi mà tên tuổi của anh đã quá nổi tiếng khắp cộng đồng game Liên Minh Huyền Thoại. Sở hữu gương mặt khả ái và phong thái tự tin cùng với những kỹ năng cá nhân tuyệt đỉnh, Bjaxan sở hữu lượng fan hâm mộ cực kỳ lớn và anh đã trở thành một tượng đài của Liên Minh Huyền Thoại khu vực Bắc Mỹ cũng như toàn thế giới. Anh chàng tuyển thủ người Đan Mạch này chính là định nghĩa hoàn hảo về một người chơi đường giữa hội tụ những yếu tố cần thiết cho mọi đội tuyển. Khả năng đi đường vượt trội, phát huy tối đa sức mạnh của quân bài mình chơi, giữ vị trí và gây sát thương tối đa trong giao tranh và tạo đột biến. Mystic. Ngay từ khi còn thi đấu cho Gina Green Wings, anh chàng Mystic đã thu hút sự chú ý của rất nhiều fan nữ bởi vẻ ngoài điển trai của mình. Anh có khuôn mặt thư sinh, đôi mắt dài và sống mũi cao, một nét đẹp mang vẻ thanh tao. Không chỉ sở hữu ngoại hình thu hút các fan nữ mà anh chàng xạ thủ người Hàn Quốc này còn sở hữu kỹ năng cá nhân cực cao. Khả năng chơi các mẫu xạ thủ hợp meta cũng là điểm đáng chú ý của Mystic. Các đối thủ luôn phải dành những lượt cấm hướng thẳng tới vị trí xạ thủ nhằm làm giảm khả năng gánh đội của Mystic. Tài năng cùng vẻ ngoài điển trai chẳng thua gì tài tử điện ảnh. Mystic đã làm rơi nước mắt của không biết bao nhiêu fan nữ khi biết tin anh đã có vợ và con nhỏ. Năm 2019, TCC Asia từng điền tên Jin Mystic Seongjun vào danh sách 100 người đẹp trai nhất châu Á, bao gồm những cái tên đình đám như Sơn Tùng MTP, G-Dragon. Trong danh sách này, Mystic đứng ở vị trí thứ 93, xếp trên cả hai thần tượng âm nhạc người Hàn Quốc là Suga, BTS và Simin XO. Anh được đánh giá là một trong những game thủ chuyên nghiệp đẹp trai nhất Hàn Quốc. Crush. Tuyển thủ hỗ trợ của Gina Greenwing từ lâu đã được nhắc tới như là một trong những tuyển thủ đẹp trai nhất Hàn Quốc. Nhưng do sự nghiệp không mấy thuận lợi nên nhiều người chỉ biết tới cái tên Crush. Crush bắt đầu sự nghiệp dưới nickname Lori khi anh còn chơi cho đội tuyển PSW IRES tại giải Challenger Hàn Quốc vào năm 2012. Trong suốt sự nghiệp thi đấu chuyên nghiệp, tuyển thủ sinh năm 95 đã chơi cho tổng cộng 6 đội tuyển khác nhau, trong đó có SK Telecom T1, K, Samsung Galaxy và Gina Air. Đỉnh cao của Crush là khi anh cùng với Samsung giành được ngôi Á quân tại chung kết thế giới năm 2016 sau khi để cho SK Telecom T1 lội ngược dòng với tỷ số 2-3 chung cuộc.
Mặc dù tại giải đấu đó, Crash chỉ đóng vai trò dự bị cho hỗ trợ Joe Kojajay Yongjin với hai lần xuất hiện trên sàn đấu liên minh huyền thoại lớn nhất thế giới. Tiếp tục không tìm được chỗ đứng trong đội hình Samsung ở mùa giải 2017 và thậm chí không có tên trong danh sách những cái tên sang Trung Quốc dự chung kết thế giới, Crash đã ra đi tìm thử thách mới tại Gina vào đầu năm 2018. Trong màu áo xanh lá cây, Crash đã lãnh đạo những người đồng đội trụ hạng thành công với thứ hạng 7 trên 10 tại LCK mùa giải 2018 mùa xuân và đánh bại được SKT đương kim áo quân chung kết thế giới năm 2017 với tỷ số 2-1 ở ngay tuần thi đấu đầu tiên ở vòng bảng. Crash được cộng đồng fan hâm mộ LCK nhớ đến với khuôn mặt ương nhìn và thái độ dễ chịu cùng kỹ năng cá nhân tốt nhưng chưa bao giờ gặp may. Hiện tại anh đã giải nghị. Trên đây là top 5 game thủ liên minh huyền thoại đẹp trai nhất thế giới mà theo bọn mình đánh giá tổng hợp. Các bạn có nhận định như thế nào thì hãy để lại comment bên dưới cho bọn mình được biết nha. Một like, một subscribe là động lực để bọn mình cho ra những sản phẩm hoàn thiện hơn. Còn bây giờ thì thân chào và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo.